Chào các bạn, mình đang có mặt tại bãi biển Nhũ Tiên thuộc khu vực Đơn Mình Bay của khu vực thành phố Nha Trang. Và nơi đây thì rất là tuyệt vời, một cái buổi sáng ngày đầu tuần cũng rất là thời tiết rất là đẹp. Hôm nay thì các đoàn du lịch của Phần Du Lịch Chu Tour cũng đang ghé đây để chuẩn bị chương trình tắm biển Timuri, tắm một cái bãi biển rất là đẹp. Theo mình cảm nhận rằng là bãi biển Nhũ Tiên này được xem là một trong những bãi biển nhất mà sĩ đoàn có thể chọn hình thức vui chơi giải trí tại cái bãi biển trong cái buổi sáng tuyệt vời như ngày hôm nay. Thời tiết ngày hôm nay cũng rất là đẹp, nhiệt độ trung bình khoảng 25 độ C. Và ở một cái bãi biển đẹp như vậy thì không thể nào chúng ta không thể chơi cùng với chương trình Timuri tuyệt vời. Và một cái chút nữa chúng ta sẽ đến với chương trình Timuri của các bạn đoàn Chu Tour sẽ đến. Và khi mà đoàn đến thì bạn cũng sẽ sắp xếp mỗi một xe cái lều cái tròi như thế này, bạn nhìn thấy ở bên trong cái tròi của bạn này, anh em hướng dẫn viên họ đang sắp xếp những cái tròi như thế này. Và cái điều đặc biệt cũng là ở đây thì mình thấy rằng là có lực lượng bảo vệ an toàn, đặc biệt là bảo vệ cũng như là phao để cho du khách có thể xuống để tắm biển. Và cảm nhận những người ở đây họ đã trang bị hết sức là kỹ càng khi đến với lại bãi biển này gọi là Nhũ Tiên nhé các bạn nha. Vâng, sau dịch chúng ta thấy rằng là mọi hoạt động dịch đã bắt đầu trở lại. Cho một cái xe bán tải nhỏ để chở đầu tim cho anh em tôi có thể đi ra và đi vào rất là nhiệt tình. Tôi nghĩ rằng là người dân Never do.
Tên của đội số 1 là đoàn kết. Bia là khẩu hiệu là dù chết dù lên vẫn phải đoàn kết. Em chúng ta sẽ chiếc xuất camera xe số 2. Có vấn đề duy ngại trong đây. Tụi em mấy giờ? Theo kiểu hình thức là nhảy ba bố, nhưng tới đây các bạn phải lăn qua cái pháo này. Đây là cái chướng ngại vật của các bạn. Lăn làm sao cho cái lưng mình chạm đất một cách nhẹ nhàng nhất, sau đó mình nhúng lên cái ba hả Sơn. Lăn qua đúng rồi, hay quá tuyệt vời luôn. Phần thi này, bữa nào mà tôi ăn ghê là lại trực tiếp.
ta đến phần người tiếp theo. Rồi đứng xe các bạn ơi, cầm tất cả bóng bóng đứng xếp vào nhau và quy đếm 1, 2, 3 chúng ta quay vòng tròn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quay đi nào. Rồi, chào cảm ơn em ơi, người mình nắm đây tạo thành một vòng tròn đây các bạn ơi, một vòng tròn các bạn. Chào nói. Hãy đoàn kết, nắm tay. Nắm tay thành một vòng tròn nè các bạn ơi, mỗi xe một vòng tròn các bạn. Rồi, quay đại chỗ vậy mặt xong nha, để có hình ảnh như vậy nha. Mặt xong nước nè. Rồi, xin mời các bạn vị trí của sáu xe các bạn ơi. Rồi, các đội trưởng ở đây, sáu đội trưởng ở đây. Đây là lúc mà đội... Rồi, ok, mình đã biết vị trí đội trưởng của mình đâu rồi đúng không? Mình phải gặp đội trưởng đúng của mình mới được nha. Khi mà huy lớn bắt đầu, còi thổi lên là các bạn mỗi lượt một xe bắt đầu nhé, từ từ rồi, hãy tay chào cameraman đi.